Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Auto Huyền Tổ Quốc. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12, em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu cassette đến từ thương hiệu của hãng LOD. Model của nó là D450 MK Mark 2. Thì chiếc đầu này là hàng đấu giá nên còn rất là đẹp nhé. Thì các phím bấm tuy nó là dòng cổ rồi nhưng mà còn giữ rất là đẹp luôn. Còn bộ phần lắp lưng của nó lại dán xi đen, rất là đẹp. Chiếc đầu này thì các bác nghe nhạc trước 75 và nhạc vào thì rất là tuyệt vời. Chất âm của nó rất là mộc mạc. Thì chiếc đầu này về bên em thì đã test dây loa và test chạy hoàn hảo và phát cũng như là thu băng. Nó thêm có hai cái đồng hồ vu này nhìn khá là đẹp. Và nó có nút chỉnh cái âm lượng xuất ra lớn nhỏ được, các bác có thể làm dề được luôn. Đấy. Thì chiếc này thì sở hữu cái xoay ngang của nó là 39,2 cm, chiều cao của nó là 15 cm và chiều sâu của nó là 28 cm tính cả lúm. Đấy. Mặt nhôm phay. Về phần ngoại hình thì em cũng xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Đây là một cái dòng đầu nó thuộc dạng gọi là lò bánh mì. Đây, đặt đi. Đấy, ấn nó xuống. Đó là vào. Ở đây thì em quay cái chi tiết để bác chiêm ngưỡng này. Một số này. Mặt tiền em nó đẹp, các cước phím của nó này. Đấy. Rất là đẹp. Rất là mới luôn, tuy nó cổ nhưng rất là mới luôn. Một quát của nó rất là sáng. Phần đây, lắp lưng nó dán xi rất là mới luôn, cạnh còn đẹp. Mỗi bên này cũng vậy luôn. Đấy. Ở trên của nó đây, ở trên của nó rất là đẹp, không có bị chảy xước gì cả, hàng đấu giá mà, này, xì đẹp luôn, phía sau cũng rất là đẹp, này, model của nó đây, D450MK2 điện 100V, công suất của nó 10W và series của nó là 61205447G, này, Hitachi nó đây, made in Japan, nó đây nó vẫn là Hitachi mà. Hitachi nó nổi tiếng về xỏ sắt à, thì đây là đường nai vào, đây là đường đây đường nai vào in đây, nai out ra đây để chúng ta làm dày hoặc ghi. Đấy. Và đây là phần đáy phía dưới, đây em nhìn các bác quan sát phía dưới đây, nó chỉ có ố lấm chấm thôi. Và ra đây thì em mở phần nội thất bên trong ra. Các bạn cùng quan sát nhé. Đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong còn đẹp các nhé. Đây, nguồn này còn sáng choang, motor này. Đấy. Tủ lọc đây. Đây là đèn báo, cái phần soi. Rồi và sau đây thì em xin test các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức nhé. Và chiếc đầu này thì bên em bán với mức giá là 1,8 triệu đồng. Em bao ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền và em tặng kèm một cuốn băng đã có chương trình để cho bác nghe. Đấy. Và xin giới thiệu ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại của em là 0907 23 269. Bác nào ở gần thì qua nhà em chọn lựa một sản phẩm, bác nào thì xa liên hệ trực tiếp với em.
qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi nhé. Bên em thì ngoài đầu cassette ra thì bên em còn đầu CD trong ăn cúc chỉ vài trăm ngàn đồng cho ăn vài triệu nhé. Nào có nhu cầu thì cứ nhận trực tiếp em. Rồi em phép một cuốn băng tiếp một các nhé, băng tiếp một thôi để bác được thưởng thức nhé. Dòng này đút vào, đấy, đút vào, rồi ấn nó xuống, đấy, play, đấy, luôn đây. Chim xa rừng còn.
Test chức năng thu nhé. Đây, bằng tiếp 1 nhé. Trước tiên để kiểm tra âm lượng vào thì bác để lúc 3 hơn 3 một chút thôi. Vừa phải thôi, lớn quá nó sẽ bị hỏng tiếng thôi nhé. Đấy, dừng này. Một đoạn thôi nhé, em test lại. Về còn trông thấy em, cho chúng mình nói không nên. Đưa tôi về trong gió heo mưa.
xe hoa đó đưa em về với ai. Rồi. Chiếc này thu phát rất là tốt và giá thì bên em bán với mức giá là 1,8 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đủ tiền. Bắt đầu đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em và em tặng kèm một cuốn băng để cho các bác nghe nhạc và tặng thêm một cuốn băng 10 để cho bác làm rè. Rồi, em xin chào và hẹn lại các bác ở video sau ạ.